thời đại kim tiền, nhân tính bóp méo, ân thù yêu hận của hai đời. Trong vòng một tuần mua lại điện gia dụng. Tôi tuyệt đối không để ông cướp mất công ty điện gia dụng. Ông đã thắng hết tất cả rồi. Tại sao các người cắn chặt đó không buông chứ? Điện gia dụng không thể để chú bà cướp mất vậy được. Bởi vì năm xưa tôi có mắt không trồng, cậu đã từng yêu anh. Mắc nợ, em cũng nói anh mắc nợ họ. Quả nhiên là một nhân tài gián điệp mà cô không giống chút nào. Gần đây công ty có nhiều đơn nhập hàng bị lẫn lộn ngày tháng. Tôi cảm thấy có người cố tình làm rối. Không nói không ra đám cưới, có coi tôi là anh em không? Nói, hai người quen lâu rồi sao? Anh không hề luyến tiếc. Bắt đầu từ ngày em cho em nghèo, rồi chia tay với anh đã không còn yêu em nữa. Hải Tinh, em nghĩ em không thể đám cưới với anh. Tình cảm không còn tức là không còn. Tôi không muốn hại anh Hải nữa. Thật sự tôi không thể làm nữa. Công ty này của ba tôi, ba mở công ty này là vì lý tưởng, còn ông chỉ vì tiền. Trong đầu ông chỉ có tiền. Tôi không sai chút nào. Trong lòng anh, chuyện này làm sao phân xử chứ? Đã nói anh thích làm gì cũng được rồi. Chúng ta song kiếm hợp bích, chắc chắn phát triển. Vấn đề lớn nhất của cậu là gì? Cậu biết không? Tự cao thái quá, chưa đủ trình độ. Ông chủ, đã vậy anh, thế nào gọi là coi thường người khác? Tuyệt thần với anh lắm sao? Anh không có cơ hội đâu. Còn sao con phỏng tay trên người ta chứ? Yêu một người có sai không? Người cô yêu không phải con, là Hải Tinh. Bởi vì Hải Tinh có tiền. Tôi không thể bị người ta chà đạp suốt đời. Tôi biết tham vọng của cậu rất lớn. Cậu dám nói cậu tiếp cận con của tôi, hoàn toàn không có ý đồ cậu. Tôi thật lòng yêu cổ mà. Đồ khốn. Quyết mạch liền nhau, quan hệ thay đổi, không đội trời chung. Gia đình này do một tay anh phá nát. Kết cục của hôm nay, tất cả đều do ba con và bác gái con gây ra. Không ai gánh chịu hậu quả vì những chuyện này. Anh nhất định phải hứa với tôi, giữ kín bí mật này cho tôi mãi mãi, không thể cho Hanson biết. Tôi nói cho ông biết, bây giờ tôi muốn trả thù cá nhân. Anh có biết bây giờ anh giấu cái gì không? Những thứ thuộc về tôi không lấy thì không sao. Anh muốn giành với tôi không dễ dàng vậy đâu. Tôi muốn cậu giúp tôi. Thực tế từ đầu tới cuối là một cái bẫy. Không ngờ cái bẫy này lại lớn tới gì vậy. Chưa bao giờ tôi nghĩ bạn thân nhất của tôi lại phản bội tôi. Loại người như anh thực tế không xứng đáng làm chủ tịch. Phải làm sao mới xứng, nhất định phải họ Hải sao? Không có người cha nào từ bỏ con của mình, không chịu nhận con. Thử thách giá trị thực sự của tình thương, tình bạn, tình yêu, kích động lòng người. Bộ phim Hành Trình Hải Sao phát sóng lúc 20 giờ ngày 27 tháng 9 trên SCTV 9.